Hello các bạn đã đến với video tiếp theo của mình thì bữa trước mình có đăng một cái video gọi là đi nhặt uh, rác mà nhặt được ba uh, chiếc điện thoại đến với một cái video mà mình nhặt được một chiếc điện thoại rất là to ấy thì nhiều bạn vào comment bình luận ở phần bên dưới là bảo mình là test thử review thử điện thoại đấy thì hôm nay mình sẽ mình sẽ làm cái video gọi là review cái điện thoại đấy nhá các bạn. Ok các bạn cùng vào video với mình. Ok. okay các bạn thì đây là mấy cái điện thoại mà mình uh, bữa trước mình nhặt ở bãi Giang nhá các bạn nhá thì uh, thứ nhất là cái con đầu tiên này mình nói là cái con uh, điện thoại này hãng khá đẹp này nhưng mà mình uh, chưa tìm được pin mình nhận được cái viên pin này nhưng mà nó to quá nó không vừa mấy cả cái điện thoại này các bạn đấy nó to quá nên cái quan điện thoại này mình chưa test được thử mình chưa test được thử cái con này nó uh, nó chưa tìm được pin nhé con này thì mình để ra đây con này thì con apple này nó bị hỏng chân sạc rồi đây này các bạn cái chân sạc của nó đã bị hỏng rồi này con này khả năng nó chỉ hỏng chân sạc thôi Cũng không dùng được Đấy, bắt đèn Còn cái con điện thoại to này các bạn Con điện thoại to này thì mình đã sạc được pin rồi, mình đi mua dây sạc pin thì mất năm 50 nghìn tiền Việt là Mình đã, đã bật được nguồn nó lên rồi nhá Nhưng mà cái con điện thoại này đòi nó gọi là quá cổ rồi nó chả dùng được vào cái mục đích gì cả đây các bạn có thể thấy hãng còn rất là mượt mà nhưng mà youtube thì cũng không xem được youtube thì giờ nó không chạy được nữa thì cái mình không hiểu tại sao như kiểu cái nền tảng mà nền tảng phần mềm này nó quá nó quá cổ rồi nó không thể chạy được youtube nữa luôn mỗi khi mà mình cái điện thoại này mà muốn xem youtube thì phải vào trình duyệt web thì đây trình duyệt internet này thì mới xem được youtube chứ còn bình thường ứng dụng youtube này cũng không chạy được nữa luôn Facebook, Facebook thì cũng không chạy được, nó lặng quá không chạy được. Nói chung là tải ứng dụng mấy cả tải ứng dụng viết bây giờ là cái điện thoại này nó cũng không chạy nữa rồi. Có để xem YouTube thì vào vào trình duyệt internet này xem YouTube thì vẫn được vẫn ok. Còn nói chung là nó chỉ có mỗi cái chức năng xem phim đấy thôi. Xem phim mới nghe nhạc trên YouTube tôi còn này, nó còn khá ngon, rất là mượt mà à nha các bạn đấy con này để xem phim nghe nhạc cũng được con này là con Galaxy Tab này Samsung Galaxy Tab con này đời rất là cổ rồi nhé các bạn In Korea này đấy Nhật Bản nhé các bạn đấy sản xuất tại Nhật Bản này đấy. con này cũng đời rất cổ rồi nhưng mà nó tương đối là mượt để xem phim xem trước thì vẫn ok Đấy, Còn cái con này thì mình vừa mới mang ra xài pin thử con HTC này Con HTC này mình vừa mang ra xài pin thử thôi thì giờ mình sẽ nắp pin vào xem này Đấy, Con này dưới này vẫn rất là ngon này Con này nắp thẻ nhớ và vẫn nghe nhạc bình thường nhá các bạn Nó có khay cắm thẻ nhớ ở đây này Đấy có khay cắm thẻ nhớ khay cắm sim cắm sim thì mình không nhận nhưng mà cắm thẻ nhớ thì nhận vẫn nghe nhạc ngon con hành để nghe nhạc mấy cả xem phim thì ok rồi khá là to không? À. to hơn bàn tay mình luôn <laughs> xem phim là khá chất đấy bây giờ mình đắp cái con htc này nè này con htc bây giờ mình nhặt được đây con tẹo con này con này anh đòi rất là cổ rồi nên mình xem là mazy Messi in thái này đấy hàng sản xuất tại đài loan nhá các bạn đây, ngày ngày mùng 10 tháng 9 này. Ngày mười tháng 9 năm 2011 à. mười 2011 thấy sao ấy, thế cách đây thì rất rất là lâu rồi. Trong đây có cái sim thì vừa mình đút cái sim vào đây này các bạn. Bây giờ mình sẽ nắp viên pin vào. Đây là cái nắp đít của nó nhá. Con này đời cũng rất là cổ rồi. HTC này các bạn Đấy, đây là thương hiệu HTC Nút nguồn, đây nút nguồn này ra mình sẽ ấn bật nguồn nha Úi giời, nhạy chưa Bật phát lên ngay Sáng trưng luôn này, đấy HTC Đó tuyệt vời luôn Con này khả năng là để nghe gọi này nhỏ gọn <laughs> cái này, này, mang đi nghe nghe gọi nhé, nhỏ gọn nó chỉ to bằng một cái viên pin của samsung thôi to hơn viên pin một tí này các bạn thấy không các bạn có thể thấy nó chỉ to hơn viên pin samsung một tí thôi ừ, nhưng mà bật nguồn lâu quá rồi htc đây hãng còn rất là bóng bẩy nha các bạn chưa không chảy xước gì cả à, ui rồi No SIM Thế chết rồi, khả năng là nó hỏng SIM rồi Hỏng SIM hay là SIM mình nắp nó chưa đúng, chưa Chưa vào khít Đây các bạn có thể thấy, mình vào máy chụp ảnh nha Đấy, ôi trời Ui đẹp ra phết đây chưa, đấy đây, Nét phết này Chụp ảnh nó nét phết Chụp ảnh nét luôn này các bạn ơi này, Này, chỗ nét luôn. Mình đặt cái viên Samsung vào này. Đấy. Có hình chữ Samsung luôn nhá. Cũng có lấy nét đàng hoàng. Con này đời cổ mà nghe chừng là vẫn chất hết đấy. Đây, video đây. Đây là quay video. Quay video đẹp hết này. Đấy, ngon phết con này nhỏ gọn này con này uh, có thể dùng được này con này dùng uh, để quậy điện thì khá là ok này các bạn có thể khá chất này để mình xem ở bên trong có gì không này menu đây là menu đây, nó có cả Facebook này các bạn ơi, ôi okay. báo pin yếu này này, nó có Facebook rồi, Facebook Facebook toàn hoàng nhé, nô no sim, không có thẻ nhớ, đấy, có rất nhiều ứng dụng nhá, nhưng mà đây là tiếng Anh, người giao diện tiếng Anh, rất nhiều ứng dụng, ok thì um, Ok các bạn nhé thì trong cái số điện thoại mình nhặt thì có hai cái con này hãng dùng được này Đấy con này có thể để nghe gọi được Con này nghe gọi mang đi nó nhỏ gọn tiện lợi này Đấy Còn cái con này thì chỉ có để xem phim rồi con này khá to khá nặng Vừa to vừa nặng Đấy nhưng mà được cái chất xem phim to màn hình lớn Xem phim, xem phim nghe nhạc rất là to này có hai cái loa sau đít này rất là to này Loa này với loa này rất là to Đấy màn hình rất là lớn Đấy nó to gấp uh bốn lần cái điện thoại HTC này còn cái, cái điện thoại này thì nó hỏng chân sạc rồi còn cái con này thì mình chưa tìm được pin thôi mình uh, xin kết thúc video tại đây nhá các bạn bye bye các bạn nhá